quá trời nấm luôn. Đó, thấy thế các bạn, mình đang đi nhổ nấm nữa nè, ghê không? Hôm nay đó cắn dù hết. Thấy nấm thấy ham ghê không? Ai đã nấm này bự ghê chưa? Bự đây bút nữa nè, có nè. Mình dở này lên không? Dở lên đi, dở lên đi, dở lên cái chuyện dính mấy cái. Ờ, thấy mấy bạn, quá trời nấm luôn. Ờ, thấy ham không? Luôn. Quá trời luôn. Cái này nó lên một phỉnh nè. Ghê chưa? Nè. Đội nó lên. Nè. Trời ơi. Mùa nấm nó ham lắm. Mày tại vườn xa nè, có nhổ búp búp mới ngon mà tại vườn xa. Mày dở vô lượng số búp bán. Quá trời luôn, thấy ham thiệt chứ. Ghê. Rồi mà nấu bánh canh ha. Ngấm làm nhiều món, nấu bánh canh chiên bánh xèo. Hầm măng với giò heo. Còn không, ta dồn trong con gà, ta hấp hết. Mổ bụng con gà mà con gà mổ ra. Rút rửa, rút cái đít ra, cái đầu dồn nấm vô hấp. Ở đây, đây quá ham luôn. Trời ơi, cái nó lên. Nó đạp đi vậy ta. Ừ. Đánh đạp á, cái mẹ thấy hết. Ừ. Xong cái mặt vô, mẹ nãy mày thấy á. Mẹ có linh tính là nấm mọc. Bữa mẹ nằm mẹ thấy là mẹ đi là mà mẹ quay quanh đó nhổ rồi mẹ. Quá trời. Ngồi ngồi đó nhổ, ngồi đó đi. Mẹ bước tới là đạp liền á. Quá trời luôn. Nấm hay ham thiệt chứ. Trời ơi. Ôi, thấy ham quá. Trời ơi, có đẹp mùa nó nói. Chứ. Một cái mê. Không biết nhổ tay nào tướng tay đầu trao. Trời ơi. Đã thiệt. Vậy mới ngon nè. Đúng cán dù gì. Ừ. Đúng bài. Mũi anh... nó cắn quá trời luôn. Rồi nó bu đen dở hết. Kệ nó, để đi. Mày nhổ đi. Lâu lâu mới ra giường. Nó cắn bệnh đó. Ở cái dây nó nó được nó. Đã ha, ở tay này quá bự. Đây còn tay này. Nấm búp. Nè, nấm búp đây nè. Nấm búp nhỏ nó kêu giòn lắm. Cốc cốc à. Ừ. Ở nhà không có thăm không ta? Có, cha có thăm. Mà nãy không có gì. Ngay đường đi để người ta nhổ tộm ủ đây, đây nhổ tộm hết số. Đây mình bị nhổ tộm hết mấy bạn. Ta đi hồi khuya á, nhổ hết trơn. Nhổ trơn giờ còn sót được có mà hết này nè. Rồi đã thì chứ, ta ôi coi. Mê thiệt. Ôi, đẹp quá mẹ. Ủ đúng rồi, đi sai trời ơi. Đúng sao mà thấy mê thiệt chứ. Ôi. Nó lên một góc ba bút cây luôn. Đã thiệt, quá đã. Ôi. Thấy ghiền thiệt. Nè, hái lọc trời trời đất cho ăn nè. Đó, đã không? Kịch, 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 kịch. Ghê chưa? Cái này vừa ăn dữ lắm. Đúng kịch 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 kịch. Bằng đá nè. Cái này mà mình để mình quay nguyên đoạn cho mấy bạn coi luôn. Mọc dài dài tới đắng luôn. Còn quay nữa. Ở quay đây. Nguyên đoạn luôn. Cái khúc góc vừa kia mọc quá tài đó.
Hiểu nấm kinh khủng nhất rồi đó, giờ mình đã hồi mùa tới hồi đầu mùa tới giờ nó ở đây kinh khủng nhất hồi đầu mùa tới giờ cái dữ dữ lắm ghê thiệt chứ nó dữ lắm á. Nấm này dữ dằn nhất hồi đầu mùa tới giờ mình đi kiếm á. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn coi cụ thể luôn, mình khỏi có hồi quay dài dài đẳng luôn. Cái này. Đúng ở quê mình là hả túng một cái là vậy nè. Thế mới mượn đó nè. Đó. Bánh xe quê mình đó. Năm được có mùa thôi nghe. Mấy bạn xuống chơi mà mùa núm này là đi mấy theo. Mấy bạn canh sao mà xuống ngay mùa núm này nè. Thì dụ núm đã lắm. À, lắm. Không dữ lắm. Thôi. Đảm bảo không không ham không lấy tiền. Thì kiếm. Cái ta này cho. Ôi trời cái chừng có là chừng túng lại đâu không có. Cái tay này được rồi. Ờ cái tay này. Ghê được chứ. Nhổ mẹ, nhổ đi lại đắng nè. Trời đi. Lẹ để hộ con hết pin. Đi. Quay cho mấy bạn coi luôn. Nào đó không phải chín nữa. Đi nha mấy bạn. Mình cái đường khó đi, mình đi cái điện thoại hơi rung rung, mấy bạn thông cảm nha. Quay bằng cái điện thoại nó không được chất lượng không. Trời ơi coi nè. Nhưng mà mình cũng dữ lắm ạ. Nè, thấy không? Thấy mấy bạn, thấy không? Đây nè. Đó. Đây nó dữ nè, thấy rồi. Thấy chưa? Đó rồi mẹ, con quay dài đi cho mấy bạn coi. Đó, thấy ghê không? Dài mấy mương á. Ghê chưa? Kinh khủng không? Mình đó nữa kìa. Không. Dài đó không có nữa kìa. Bên đất này phải nói dữ lắm. Ô trong cây lá này kìa. Nó bắn nó lên. Đó, thấy đẹp không? Quá tờ luôn nè, thấy không? Ginh cái lá này ra được không? Ginh không ra. Được, ginh ra nó bị sức. Mẹ nhổ rồi, mẹ nhổ rồi. Đây nè, thấy dữ không? Mẹ nhổ rồi. Mẹ nhổ rồi mẹ. Nhổ không kịp luôn. Mũi cắn quá trời mấy bạn ơi. Mê đúng quá. Thôi thôi giày nó cũng che không lên được nữa. Quá tài. Mưa không có. Chết mà chết cây mục ha. Dừa dừa mới có nè. Chất lá dừa. Ừ cái này muốn dừa nuôi đó, mình cũng dễ lắm, không gì khó hết á. Lựa cái gốc dừa nào, cái bờ mô, nào cho cao á, mô á. Chất lên cái dừa lủng. Chất dừa lủng vô. Lá dừa một dừa vô. Đầu bồi đất đắp vô. Là nó lên vô. Nó sẽ lên núm vậy nè, một mùa nó lên vậy nè. Nhưng mà cái chỗ nào phải có ổ tước nha. Như cái ổ vậy là làm dừa kế là quanh dữ lắm. Dữ dằn luôn. Bị xa nhà quá. Đi ra vườn cũng phải một cây số mới tới. Đi hàm không? Quá đã luôn. Quá dữ luôn. Người ta nhổ bằng đêm nữa đặng cho nó. Ý mà mình với mẹ mình kiếm hơi chắc sáng rồi mình bị mất hết hai ổ bên kia. Hai ổ bên kia dữ vậy. Hai ổ bên kia các bạn thấy là thấy là lạnh lùng luôn. Khánh thấy nó giò nó lậu cơ. Đó, nó giò lậu mới tin luôn á. Này trời đất cho ăn. Cái này là lọc tờ cho đúng luôn mấy bạn coi nè. Mình thấy nó giò lậu. Giờ ta lội mương nè, thấy không? Ta lội người ta đi kiếm á. Người ta đi giấc khuya không à. Mày đi giấc khuya. Lỡ mấy ổ kia nhổ hết trơn rồi. Từ đất cho ăn nó không thấy ổ này. Đừng để cho phát hiện qua năm ổ không nhổ không. Nhưng mà mình đâu phải mình biết cái ngày có ổ là mình kiếm được đâu. Phải có cái ngày nữa, hôm đó nên mình đi mình quần muốn lên xịn luôn á. Mà nó đâu có. Mà đâu có thấy. Hôm nay đi. Mà hên là vậy là vừa chứ gặp ra nó tàn khòe cái rồi luôn. Mấy ổ kia ra nó nhổ mất tiêu. Ôi ơi, thấy mê thiệt chứ. Nó giờ họ lậu đi. Mê. Ôi ôi mày thấy đằng khó khính không chanh đâu Khánh. Thấy quá trời luôn. Ôi cái ổ mà sai nhất để dành con tôi nay mất rồi.
trời đúng trời đất cho ăn thiệt chứ ngọc sao mà thấy ham dữ vậy. Quá trời luôn, nhổ mỗi tay luôn các bạn, một người nhổ không nổi luôn á. Nhổ y như là nhổ nấm rơm. Quá trời luôn, trời bên đây còn nữa. Thầy nhổ bức nửa tiếng đồng hồ không rồi. Đã quá. Cái đám này mới ghê nè. Ôi. Ông đám này nhổ nửa tiếng đồng hồ không rồi, có mình nhổ không rồi. Chừng nó mọc được. Cái này chắc nó đi làm khuya quá, nó không có thấy. Không thấy, khuya quá không thấy. Còn búp ở dưới. Này hồi khuya là còn búp nè, nó mới sáng nó mới được về nè. Ừ. Nó không thấy nè. Sáng nó cắn dù là khi nó búp. Ừ. Nó đi kiếm nó chỗ nó biết. Ở qua đây đi mà. Ở đây. Ủa còn tay không thấy hả? Quá trời luôn. Mời lỗi hồi. Mai túng lắm. Mười mốt sẽ còn ở bên đó. Còn. Ủa bên đâu? Ờ. Nó mặc tải tải hơn mấy ổng này. Chắc mấy cái người đi kiếm núm á, người ta không ngờ là cái bờ của mình nhiều ổ vậy, nên người ta nhổ được hai ổ sai là người ta bỏ người ta về, thậm chí bữa nay người ta không kiếm nữa luôn. Ừ, nên nó hết rồi. Hai cái ổ kia dứt. Không ngờ luôn, không ngờ là cái bờ núm ghê thiệt. Hai cái ổ kia mà người ta nhổ rồi mẹ mốt lại nãy còn nửa ký. Ghê thiệt chứ. Không ngờ, người ta không ngờ là cái bờ mình nhiều núm như vậy. Đúng là hết rồi. Nhỏ biết vậy. Đạp luôn. Này không phải đạp mà nó lau cái tàu lá á. Cái nó tự động nó rớt luôn. Cái này nó dòng đây ai nhỏ hai ống nấm của mình ta. Không biết được. Nói chung là ở thiên nhiên mà, ai muốn kiếm mà lội kiếm lội. Mình đâu có nghi người ta. Mình đâu có biết được. Mình ăn cũng người ta ăn. Ủa mà năm nào hai ổ đó cũng bị mất hết á. Người ta biết ổ. Cái năm mẹ với Hồng ra nhổ mớt cả ký lô à, bị con búp búp á. Ừ. Nhổ bằng đêm đấy không thấy. Nay nó bươi kỹ hơn à. Ừ. Bươi lá hết trơn luôn. Còn đây mẹ ra mẹ thấy. Đây còn búp nè. Thôi bạn, hay đúng không? Đây ta cũng búp. Quá dữ. Con đúng này nhổ. Gặp ba này nhổ hai ổ kia nó cân chắc 5 kg. Ồ, gặp hai ổ kia còn là không. Hai ổ kia chắc 5 kg á. Hai ổ kia túng hơn ổ này. Còn tay mà. Ổ kia dữ lắm đúng không? Ổ kia năm nào cũng vậy. Mấy năm trước mà nhổ ổ kia túng dữ. Rồi qua đây. Nó cũng thấy bên đây. Đó. Đây dữ dằn luôn. Được chưa? À, búp có cánh dù khẩu nè. Mũi nó bu làm sao mà không kịp đập luôn. Hết chỗ này có chỗ kia. Một lần thế, một dài dưới đó nữa. Còn một nữa. Nhổ đã rồi chứ. Mày nhổ đã hơn ăn. Có núm cho mẹ đi nhổ hoài, mẹ nhổ khoái hơn mẹ ăn. Không phải à? Nhổ thấy ham hết rồi. Rồi hết rồi hả? Ừ. Rồi được như vậy rồi các bạn. Coi nè. Nhổ nãy giờ vậy mà một bọc cá 2 kg. Đúng nè. 2 kg. 2 kg ạ. Nó cũng không tàn mà nó cũng không bóp hung. Cán dù. Rồi à, hẹn gặp lại mấy bạn mùa núm năm sau nha. Hẹn gặp lại mùa núm năm sau mình sẽ ra chỗ này nhổ tiếp. Cũng còn